Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin Tây Bắc chủ động của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La hôm nay. Thưa quý vị, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo thu hút đầu tư tỉnh do đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh trực tiếp làm trưởng ban với nhiệm vụ chỉ đạo giả soát, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư khi đến với tỉnh Yên Bái. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu sửa đổi hoặc ban hành mới các quy định của tỉnh trên tinh thần cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư theo hướng thuận lợi, cởi mở, thông thoáng hơn cho nhà đầu tư hướng dẫn hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết trong việc chuẩn bị tìm kiếm cơ hội, nghiên cứu khảo sát đầu tư trên địa bàn tỉnh, kịp thời phối hợp giải quyết các khó khăn vướng mắc, giả soát xác định các lĩnh vực thu hút đầu tư, các dự án có quy mô lớn, các nhà đầu tư có năng lực để chỉ đạo các địa phương liên quan tập trung tối đa hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư nghiên cứu đề xuất triển khai thực hiện dự án. Theo báo cáo, đến nay toàn tỉnh Yên Bái đã có trên 600 dự án với tổng vốn đăng ký gần 95.200 tỷ đồng và trên 402 triệu đô la Mỹ. Trong những năm gần đây, việc liên kết sản xuất với doanh nghiệp đã trở thành một hướng đi mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân Sơn La. Trong thời gian qua, công ty cổ phần mía đường Sơn La đã đẩy mạnh việc liên kết sản xuất với bà con nông dân trồng mía từ quy trình áp dụng tiến bộ khoa học vào canh tác đến việc ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Việc liên kết giữa bà con nông dân với công ty cổ phần mía đường Sơn La đã giúp nhiều nông dân tăng thêm thu nhập người nông dân không còn phải lo lắng về đầu ra của sản phẩm. Công ty đã đầu tư phát triển vùng mía nguyên liệu trên địa bàn các huyện Mai Sơn, Yên Châu và thành phố Sơn La. Niên vụ 2022-2023, công ty đã liên kết sản xuất với 10.500 hộ dân, trồng 9.699 ha mía vùng nguyên liệu, năng suất ước đạt 65 tấn trên 1 ha, sản lượng 606.000 tấn mía cây, tập trung chủ yếu ở huyện Mai Sơn và Yên Châu công ty đã ký cam kết thu mua với giá 980 đồng trên 1 kg mía, ước tổng doanh thu gần 64 triệu đồng trên 1 hecta, trừ chi phí còn lãi gần 42 triệu đồng trên 1 hecta. Hiện nay, nhà máy mía đường Sơn La có 414 lao động có thu nhập bình quân 7,8 triệu đồng một người trên một tháng. Công ty đã thực hiện đầy đủ các chính sách bảo hiểm cho người lao động và nghĩa vụ thuế ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua hình ảnh đất đai khô cằn nứt nẻ ở hạ du thủy điện Sơn La, khu vực thị xã Mường Lai, tỉnh Điện Biên càng làm gia tăng thêm cảm giác ám ảnh về sự khắc nghiệt của thời tiết nắng nóng cực đoan. Tuy nhiên theo nhiều người dân và chính quyền địa phương, đây là những hình ảnh thường thấy vào mùa nước cạn trong suốt hơn 10 năm qua. Kể từ khi thủy điện Sơn La hoàn thành, người dân Mường Lai cũng đã phải thích nghi với hai mùa nước lên, nước cạn trong năm và phát triển kinh tế theo từng mùa vụ. Đây là diện tích lúa bắn ngập dưới lòng hồ thủy điện Sơn La. Những ngày này các hộ dân đang tập trung thu hoạch vụ lúa đông xuân. Cánh đồng bán ngập rộng hơn 60 ha được chia đều cho khoảng 1.500 hộ dân của phường Na Lai trồng cấy. Mấy năm trước thì hơi khó khăn nhưng mà bây giờ không khó khăn nữa. Bây giờ là toàn có bùn rồi không làm được nó dễ hơn rồi. Trước kia còn có đất có đá, bây giờ có bùn nhiều là làm nó dễ ăn hơn là được nhiều hơn mọi năm. Năm nay thì mỗi năm thì cô được 15 bao thôi nhưng mà năm nay cô được 20 bao. Cùng với nhiều hộ đang gặt lúa, những hộ đã gặt xong thì lại tranh thủ làm đất để tiếp tục gieo trồng vụ lúa mới, kịp cho thu hoạch trước khi thủy điện tích nước và dâng ngập trở lại vào khoảng tháng 10. Do vẫn còn nguồn nước tưới từ các khe suối nên vụ mùa năm nay dù thời tiết nắng nóng cực đoan, đồng ruộng của bà con vẫn đủ nước tưới so với mọi năm thì năm nay rút nó nhiều hơn, nó thấp hơn do đó là bà con cũng đang tiếp tục tận dụng để canh tác sản xuất để đảm bảo cái diện tích lúa cũng như là cái ruộng hai vụ tại cái khu vực lòng hồ. thì trong thời gian tới thì xã cũng sẽ nghiên cứu để mà thứ nhất là sẽ là chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho bà con là tận dụng tất cả các cái phần mà diện tích rừng hiện có và những cái quỹ đất mà ngoài quy hoạch ba loại rừng để phát triển các cái loại hình cây công nghiệp. Từ năm 2011, Hồ Thủy Điện Sơn La bắt đầu tích nước. Hơn 10 năm đã qua, đồng bào vùng lòng hồ cũng đã thích nghi với hai mùa nước lên và nước cạn để có kế hoạch sản xuất phù hợp. Vào mùa cạn, bà con đã tận dụng tối đa phần bán ngập để sản xuất nông nghiệp. Khi nước ngập, sẽ tận dụng để nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và làm du lịch. Sau hơn 10 năm tái định cư, người dân thị xã Mường Lai đã có cuộc sống ngày càng ổn định hơn. Tới đây, bản tin Tây Bắc Chủ động ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.